Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Tết nhất đến nơi rồi mà dịch giã lại quay trở lại, nên là các bạn đi ra đường thì nhớ là đeo khẩu trang cũng như là thường xuyên sát khuẩn bằng nước rửa tay cũng như là xà phòng để chúng ta có thể bảo vệ cho mình một cái sức khỏe thật tốt để có thể trải qua được một mùa Tết năm 2020 đầy trọn vẹn và ý nghĩa bên người thân và gia đình nhé. Còn đây là Tàu Nhanh Công Nghệ số thứ 20. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi điểm qua tất cả những tin chính có trong Tàu Nhanh Công Nghệ ngày hôm nay. 1. Thông số chính thức của COI thế hệ thứ 11 ra mắt cuối tháng 3. 2. Intel gấp rút hoàn tất hợp đồng chip 3 nanomet với TSMC. 3. AMD gấp rút chuẩn bị cho Navi 31, có thể sẽ có module máy học. Vào thứ 5 tuần vừa rồi thì theo những cái thông tin rò rỉ trên một trang slide của MSI cũng được cho là hoàn toàn chính xác về những chiếc Core i thế hệ thứ 11 của Intel Locate Lake S dành cho game thủ, thì cũng không nằm ngoài dự đoán của chúng ta đã cùng trao đổi với nhau ở rất nhiều những số Tàu Nhanh Công Nghệ trước, thì rằng là thế hệ Core i9 11900K và Core i7 11700K sẽ có là 8 x 16 luồng, còn với Core i5 11600K thì sẽ có là 6 x 12 luồng mà thôi. Nên là nói chung là con số của Core i9 năm nay đã bị giảm xuống 2 nhân bằng với số của Core i7 là 8 x 16. Nhưng mà điểm phân tách giữa Core i9 và Core i7 ở đây thì đó là mức xung. Trong khi Core i7 có mức xung mặc định cao hơn 100MHz thì Core i9 lại có mức xung Turbo Boost cao hơn tới 200MHz, chạm mức là 5.2GHz. Và ngoài ra thì còn được trang bị thêm công nghệ Thermal Velocity Boost để đạt mức tối đa là 5.3GHz đơn nhân hoặc là 4.8GHz 8 nhân. Core i5 thì ngoài việc cắt giảm số nhân thì còn không được trang bị Turbo Boost Mach 3.0 mà chỉ được trang bị Turbo dạng thường với mức xung tối đa là 4.9GHz bằng Core i7. Nếu như đem so trực tiếp với thế hệ thứ 10 thì có lẽ là thế hệ sản phẩm Core i thứ 11 năm nay cũng không có quá gì nổi bật. Nhưng mà Intel thì họ đã cam kết rằng là họ sẽ tăng hiệu năng IPC lên tới là 10%. Điều đó thì sẽ giúp cho chúng ta chơi game tốt hơn một chút. Và hơn nữa thì giá của Core i9 năm nay sẽ rẻ hơn Core i9 10900K bởi lẽ là chúng ta bị giảm đi mất 2 nhân mà. Còn đâu thì bộ giải sản phẩm có hậu tố là K của Core i thế hệ thứ 11 năm nay thì cũng sẽ được mặc định tối đa boot RAM lên tới là 3200 thay do là 2933 hay là 2666 như hiện tại. Và thông tin thứ hai là Intel đang gấp rút hoàn tất hợp đồng chip 3 nanomet với TSMC. Có vẻ như là Intel đã chấp nhận thua TSMC bởi theo kế hoạch của họ thì vào năm 2023 thì mới đưa vào sử dụng được nốt 7 nanomet. Trong đó thì TSMC lúc đó đang dạo chơi với 3 nanomet rồi. Để không trở nên tụt hậu, rất nhiều thông tin đã chỉ ra rằng Intel đang đốc thúc hoặc có thể là hoàn tất ký hợp đồng để TSMC gia công sản xuất sản phẩm 3 nanomet của Intel vào nửa cuối năm 2022. Hợp đồng này thì cũng có thể sẽ tiếp tục đến khi mà TSMC đi tới tiến trình là 2 nanomet, biến Intel thành khách hàng lớn thứ hai của họ sau Apple. Nếu như thông tin này là chính thức thì không biết rằng AMD sẽ suy tính như thế nào, bởi lẽ là hiện tại AMD đang hoàn toàn phụ thuộc vào TSMC, và hiện nay nếu như cả ba ông lớn là Apple, Intel và AMD đều phụ thuộc vào tiến trình 2 nanomet của TSMC thì có lẽ cái người mà khó chịu nhất đó chính là chúng ta, khách hàng, sẽ rơi vào cái tình cảnh là không có hàng để mua, cực kỳ khan hiếm. Thông tin thứ ba đó chính là việc AMD đang gấp rút chuẩn bị cho Navi 31. Trong năm 2020 vừa qua, với việc cho ra mắt RX 6000 cùng với hiệu năng mạnh mẽ như thế thì được tạm coi là cùng chiếu đối với những flagship đình đám từ NVIDIA. Và AMD thì cũng đã cho chúng ta thấy được là những cái bước chuyển mình vượt bậc của họ thời gian gần đây. Cơ mà có lẽ bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa đủ làm AMD vui bằng những cái thông tin gần đây mà chúng mình có thu thập được, đó là phía AMD họ đang thiết kế kiến trúc RDNA 3 với dạng là chiplet, tức là sẽ có hai vấn đề ở đây với mỗi đế 80CU. Nó sẽ ngang ngửa đối với RX 6900 XT ở hiện tại. Với hai đế 80CU thì tổng số nhân sẽ lên tới là 10.240, gấp đôi so với Navi 21 hiện tại. Kết hợp với kiến trúc RDNA 3 thì có hiệu năng trên điện năng tốt hơn, Navi 31 có thể sẽ trở thành một con quái vật tính toán. Ít nhất là mình dự đoán vậy cho đến thời điểm ra mắt của nó là vào khoảng cuối năm 2022. Và không chỉ dừng lại ở việc gộp 2 nhân, AMD còn có ý định gộp thêm một mô đun tăng tốc máy học nữa, hay còn gọi là MLA, để biến tổng thể thành một thứ gọi là APD. Đây có thể là bước tiến của AMD để có các công nghệ máy học tích hợp sử dụng cho các công nghệ như DLSS. Nhưng việc nhồi nhét như thế này sẽ khiến diện tích đế trở nên lớn và hiệu quả sản xuất kém đi. Nên có thể AMD sẽ sử dụng thiết kế như những CPU Zen hiện tại, khi mà 7 nanomet dùng cho các nhân chính, còn 12 nanomet dành cho các cổng giao tiếp với bên ngoài. Và đó là tất cả những thông tin hot nhất trong tuần vừa qua về công nghệ chúng mình đã gửi tới cho các bạn trong Tàu Nhanh Công Nghệ số thứ 20. Và các bạn ơi, Tết đến xuân về rồi, lại một lần nữa Covid quay trở lại, thế nên là đầu video mình cũng đã nhắc rồi, cuối video này thì các bạn cũng hãy nhớ là trang bị cho mình những chiếc khẩu trang, nước rửa tay, sát khuẩn khi mà ra đường nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!